Xin chào các bạn, đây là phòng sơ tem mới của câu lạc bộ Robotics Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành. Hôm nay các bạn với truyền tin K34 vừa chuyển sang hình mô hình và các cái thiết bị. Hy vọng trong tiết học tới lớp ta sẽ hoàn thành xong được cái sa hình cực đẹp cho lớp. Có rất nhiều các mô hình. Quá chi là đẹp. Đây là bạn robot, không biết bạn này tên là bạn gì. Rồi chào mừng các bạn đến câu lạc bộ Robotics nhé.